Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụng Music tại showroom 347 Điện Biên Phủ. Lúc này đây, đội ngũ đang chuẩn bị số lượng lớn organ Cutman K150 lên đường đến với đại lý tại quận Phú Nhuận. Anh em hãy theo dõi quá trình chuẩn bị cùng team nha. Nào, chúng ta bắt đầu video thôi. Phía xa, từng thùng đàn đang ghi lại thông tin cẩn thận số lượng đàn tránh sai sót. Và chiếc K150 đầu tiên đã ở sẵn, từng chiếc được xếp thành hàng dài và những cây đàn sau được đem ra liên tục. Toàn bộ đàn lên đường hôm nay đã đầy đủ. Mình đã chuẩn bị sẵn một cây K150 làm mẫu cho anh em chiêm ngưỡng. Ngay lúc này đây, đàn với màu sơn đen nổi bật cùng dãy phím trắng mang vẻ hiện đại trong thiết kế, cùng hai loa to ở hai phía với các nút chức năng dễ thao tác và tạo điểm nhấn cho cây đàn. Còn những tính năng phù hợp ở trên K150 dành cho người mới học đàn là gì? Tìm hiểu nha. Cutman K150 trang bị bàn phím cảm ứng lực nhấn và nhiều chức năng phục vụ cho việc học nhạc của bạn, với metronome đếm nhịp, double voice trọng tiếng, jazz bow tăng giảm tông, thư viện âm nhạc cực kỳ đa dạng, có 300 tiếng, 300 điệu và 40 bản nhạc demo, kết nối USB để người chơi luyện tập dễ dàng. Demo Cutman K150 tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Bạn nhân viên mang đàn ra phía ngoài cùng nhau chất lên xe từng cây một. Vì đàn có khối lượng nhẹ nên mỗi chuyến bạn sẽ chở 10 cây đến đại lý rất dễ dàng. Hàng đã được rang giấy cẩn thận và lên đường thôi. Chuyến hàng đầu tiên đã xong, giờ anh lại cùng nhân viên bên mình lên hàng cho chuyến thứ hai. Từng cây K150 được cố định cẩn thận, rang vòng dây thật chắc chắn và anh lại lên đường. Vậy là video hôm nay về hàng K150 đến đại lý tại Phú Nhuận đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu đàn yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.